bạn đang xem Running Man, mời bạn đến với những sản phẩm chất lượng từng xuất hiện trên Running Man Hàn Quốc ngay tại Running Mall. Bộ sưu tập Running Man Việt Nam chính thức mở bán ngày 10 tháng 10, đặt hàng ngay tại vshop.vn. Làm ngay cái bánh á. Ngoài đây mà anh cho nó vô vậy nè, để nó bắn vô cái tọa độ của em. Tọa độ. Đó, đây nè, được đó. Tọa độ nó dằn. Vô. Hướng này nè. Đó, đúng rồi Ngọc. Đúng rồi. Ngang qua. Không phải nói giờ chứ mình đó phải nào bánh mì luôn rồi không anh Giang? Anh đâu có đói đâu. Không bánh mì luôn rồi không anh Giang? Anh đâu có đói đâu. Đó. Ủa? Mà sao cũng có vụ này vậy Ngọc? Đó. Some might say that I'm lonely, but I just call it being. Sau một đêm dài thì tình hình số đá của các bạn như thế nào ạ? Hiện tại anh đang có 5 viên. Anh không mất viên nào hết trơn á, anh khóa cửa kỹ lắm. Anh lóc 4 lớp cửa rồi anh lóc vô cái pin ra, không ai vô được chẳng hết trơn. Ủa cái gì vậy? Nhân. Cái gì vậy ạ? Anh ơi, chưa. Anh ơi, chưa. Cái gì vậy ạ? Bữa sáng khu cắm trại. Các bạn không được sử dụng tay, hãy dùng miệng bắt lấy bánh mì từ máy nướng để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có 3 ngày thành công đầu tiên. Ok. Bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Tức là này mình để lên cặp nó, hiểu không? Cao lắm luôn. Đau quá à anh mày. Ủa? Hên. Ủa gì vậy? Ôi nó tét miệng. Vậy đó anh thử coi. Bém được luôn á. Nó dở xuống. Bém được luôn á. Đúng rồi, ngang đốt mà được. Thất bại rồi. Hát quá. Miếng ăn nó dư lên đường miệng rồi. Ôi anh mới lập đầu em luôn. Mình có phúc phùng hưởng cái quà phùng chia. Không. Ok. Vô đầu của u cái ổ cái tiếp. Đi ra. Ăn lửa quá.
hư rồi, cái này nó bị hư rồi. Rồi rồi, vô về vô kìa. Nó bị hư rồi nè. Nhiệm vụ nè. Rồi, được rồi. Ủa, được rồi. Được rồi nè, nè, vô vô. Một, hai, ba. Ôi, mém được luôn không? Làm được không? Ừ, mém này hay quá à. Rồi, giờ anh xong tới em á. Sắp được. Thì cứ chọn. Ôi, ôi. Nè. Hai, ba. Ôi, mém được luôn Ngọc, vô Ngọc, bớt Ngọc. Là bỏ cái này xuống rồi xong để nó tưng lên rồi ngậm miệng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, khó vậy. Khi nào mới cắt? Thôi. Thôi chi vậy đệ nữa. Khi nào mới cắt? Thôi. Thôi chi vậy đệ nữa. Ngày lúc đang hỏi tên phát kìa, tên phát kìa. Ôi. Ủa, dừng được luôn hả? Lần nữa đi. Nè anh chỉ cho mấy đứa làm gì sai nãy giờ ba đứa mình á ở đây á làm trước rồi mà phát hiện có kinh nghiệm. Không có được. Bây giờ phải để cái làm ngang. Đúng rồi, đớp mày. Rất là nhiều người làm rồi cũng bỏ ngang thôi, cũng dâng lên thì mình ập đi nè. Đúng rồi. Chứ mình vậy thì nó vô mặt mình không à. Làm đi. Không, ý là cái lý thuyết vậy thôi, còn làm được không? Không bao giờ ai làm được hết. Nghe qua nha. Nhớ đi. Từ từ. Thôi, từ từ. Rồi. Trời ơi, đó, tôi muốn rồi đó. Để một cái miếng. Ờ, này. Được. Để không được, không được. Gì vậy? Ha. Ngon, ngon. Cái gì vậy? Táp dữ lắm, bạn táp dữ lắm. Táp, không có một chết rồi. Không, táp được khó lắm. Đáp đó là mày táp được cái máy á. Lên đây rồi, lên đây, Rick. Ngủ được không? Cái phòng anh hôm qua ra vô nhộn nhịp lắm, giống như siêu thị gì đó. Ngủ không được. Có ai gì cũng bị lấy gì? Ai lấy được hay vậy? Không biết. Tập với ai? Ô mô, em bị mất hai viên đá rồi. Chị Ngọc, trời. Tối hôm qua chị Ngọc đi vô phòng em. Chị muốn tìm lại hai viên đó thôi. Hai viên đó chạy lại lấy máy lấy của chị xong chị đã thừa em. Em 5 viên, chỉ còn có 3 viên ở đây thôi. Cứ nói mà vậy là chết rồi. À, time hơn, time hơn. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ôi. Ôi. Ê, ngoài đây không? Nằm ngay với cái bánh á. Ngoài đây, mà anh cho nó vô vậy nè, để nó bắn vô cái tọa độ của em. Tọa độ. Đó, đây nè, được, được, được. Đó. Tọa nó văng. Không, vô, vô, vô. Hướng này nè. Đó, 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 đúng rồi Ngọc. Đúng rồi. Ngang quá, ngang quá, ngang quá. Không phải nói giờ chứ mình đó phải nào bánh mì luôn được không anh Giang? Anh đâu có đói đâu. Bánh mì luôn được không anh Giang? Anh đâu có đói đâu. Đó đem đó. Ủa? Mà sao có cái vụ này vậy Ngọc? Đó. Some might say that I'm lonely, but I just call it being. Look at yeah. Me now. Làm gì? Nói gì chứ xíu gì nó khó lắm, tập luyện cả ngày chưa được. Mới ngủ dậy. Đó, nãy giờ mọi người tập luyện rồi. Hay quá.
hay quá. Rồi. 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 Cái gì ta? Hay quá Hưng ơi. Chữ nhân thành công. Cho miếng từng ớt luôn. Đồ ăn vừa cay vừa ngon. Tắm trên sùng. Tuyệt vời. Thêm miếng nữa. Cứ ăn đồ thừa nha. Dạ được. Trời Hương ơi, giữ lòng tự trọng. Đừng như vậy. Gia đình mình đang coi mình đó. Nhưng mà ngon anh ơi. Đừng. Trời, gia đình mình sẽ buồn lắm. Nhiệm vụ thức dậy buổi sáng và bảo vệ đá nâng cấp đã kết thúc. Người chiến thắng trong nhiệm vụ lần này là Thúy Ngân sẽ nhận được 2 viên đá nâng cấp. Yeah. Vì sao Vita? Trời ơi, vui vậy. Sao Vita?